25 phút rồi mấy bạn lấy ra nha. Trời đút sôi ngục ngục luôn. Ồ, hấp dẫn quá này ơi. Rồi. Cool. Anh cũng gần vàng mình cho tỏi nha. Đây tỏi mau. Nè tao quay mấy này mấy mày biết làm gì không nha. Đó, tao nói rồi, nó súp tao quay cũng với bột nè. Ở Trà Vinh thì có bánh tét trà cuốn, mà hôm nay tao không có nấu đặc sản Trà Vinh. Hôm nay tao làm bánh giò. Anh muốn ăn gì hay là ăn bánh giò? Đây thành phần là bánh giò đây. Bột. Thôi đang đây xào nhân chút cho mấy bạn. Nhưng này mình nêm sơ rồi, nêm muối bột ngọt đường chút xíu nha. Nấm mèo xay nhuyễn cái đó nha. Bạn Thắng đang làm nè mấy bạn. Lâu quá không quay cảnh này lại cho mấy bạn nha. Vàng chút nữa nha. Và trong khi chờ bạn Thắng mình giới thiệu sơ sơ nha. Thịt này mình nêm chút xíu bột ngọt, muối với đường nha, nhẹ nhẹ đường thôi. Đây nấm mèo, ngâm, xay nhuyễn. Bột này là 1kg bột gạo, 300g bột năng nha. Trứng cút, hành phi cho thơm. Đây là mỡ hành để lát bỏ vô bột cho thơm nè. Lát ta lấy nước thịt này nè, ta trộn kỹ với bột nha. Bột thịt hơi nhiều nha. Lỡ làm cho hết luôn. Quá thơm, quá xuất sắc. Ủa bé đâu có tiêu rồi. Kêu qua liếm rồi hôm qua một chú qua đây mày. Anh muốn ăn gì đây? Ăn được những cái bánh sò. Anh muốn ăn chè hay là bánh sò? Cái này xăng rồi bỏ nấm mèo vô nha. Đó. Muốn mèo luôn, muốn tiêu với miếng hành vô nó được rồi ha. Chàng trai của biến. Đây mình quay bé nha, bé đang nổi giận thiên đình nha. Qua giờ kêu mình gửi xe đậu xe qua nhà nắng 2 ngày đó ha bé. Bé đang suy nghĩ chuyện gì vậy bé? À ngày mai mấy ta đi chơi chắc không có đi phải không? Buồn phải không? Đi ngủ qua đêm mới đi được không? Đây nước luộc thịt của mình luộc trong khe luôn ha. Cái nước súp này lát mình ấy bột nha. Lát đem ra trên miệng gói cho tao. Nhỏ lửa Thắng ơi khe. Rồi bỏ hành vô luôn với miếng tiêu luôn Thắng. Bỏ tiêu vô luôn á. Hết hành luôn. Còn nữa rồi chị vừa để vô canh miếng. Rồi miếng tiêu vô luôn. Xong phần nhân nha mấy bạn, đó là phần bột nữa. Rồi, chúng ta làm bột nha. Đây là nước hầm xương nè. Đó, đổ bột vô. Đây 3 lít rưỡi nước nha. Cái bột hôm qua, cái này là 1kg bột gạo, 300g bột 300g bột nếp. Ở bé bị gì nè mấy bạn ơi. Khán giả nó bé bị gì kìa. Bị gì vậy? Chết rồi mấy băng gùi quá trời, chuẩn bị đuổi gùi vô bé ơi. Đuổi. Bữa nay ta để liễu kêu kêu thôi nha. Họ thấy chưa. Bé quậy bé chào bột nữa ha. Ở bên đây tay này quậy trứng với ăn cơm luôn. Nghề của bé luôn. Rồi quậy bột kìa. Nghề của bé luôn. Giỏi quá mà ai có ngày cứ chửi bé tôi là quậy phá chửi chứ được không à. Nè, nhưng xào rồi nè, thấy chưa thơm không? Dở giờ lên đó. Nè, lát lấy dầu này bỏ vô đó, dầu thơm đó. Dở giờ lên đó. Ủa, chiếc cút. Ờ, quậy bột với lên nè, hồi đặt lại giờ nè bé. Mạnh lên chút. Ờ. Nhờ bé được rồi đó mấy bạn. Nè, tao bỏ miếng dầu thơm cho nó thơm nha. Đó. Rồi, được rồi Thắng ơi. Ủa, thành công bột nữa nha. Bột quá ngon luôn, nhìn biết là bánh bột ngon rồi, trong đục gì đó mới ngon nha. Bột này tao bỏ nghỉ, đang ngâm nghỉ một ngày đó. Kiểu bánh ít luôn. Gửi bán mình đâu có làm gì bự cho bá nữa. À. Nị lát gói xong rồi đưa chiếc nhẫn nên làm quen tới chiếc nhẫn nên nị. Tao có coi cái bánh nào tao coi vàng đúng không à. Nó chụp hình vậy gian. Tao Facebook chứ tao không có nhìn người, tao nhìn xe. Nhìn xe, nhìn vàng, nhìn kim cương không mấy má. Đó. Chưa, còn Thắng đang nắng lại cho nị gói giùm tôi nè mấy bạn biết này không, xôi dị nè.
mè nè, mè Hàn Quốc á, thành phẩm nè mấy bạn. Vô nồi, vô nồi rồi nha quý vị, hấp trong vòng 25 phút. Đó, cửa quê nhà để đắp lại, hấp trong vòng 25 phút. Trời đất ơi, coi cái bánh thổng lồ. Thơm mùi lá. Mùi lá dân tộc Việt Nam ok. Đây, khui là thử nè bé. Khui nè, thơm quá mấy bạn ơi. Đây, quay vô đây luôn nè. Đó. Em làm cho nguội lá chi nọc ăn luôn nha. Ôi trời ơi, quá xuất sắc mấy bạn ơi, thơm quá. Quá ăn được. Một nào có mềm đâu nha. Mềm hơn rồi đó. Ngon không? Còn ngon nị ơi. Thôi mình nấu chín ngon, ngon gì mềm ngon rồi. Nó đang nóng nó mềm. Ngon hơn trong siêu thị Lộc ơi. Ngon hơn trong siêu thị. Bỏ này nó giống dạ, em ăn từ nhỏ đến lớn rồi chị. Bánh này đâu có mềm. Vàng luôn đi vàng. Quý vị chúc ơi, ngon chúc. Lắm quý vị. Nãy giờ cô Kỳ không mời con nhé, cô Kỳ không cho con. Ờ, kỳ cục quá, tỏ tẻ không mời nhỏ vậy. Cài nó có lẽ được không? Bánh nhỏ không biết ăn này. Ăn. Có thật phải không? Bánh này dai hơn bánh của ta. Ủa? Bột không? Cho miếng bột nè. Ăn lọc. Hơi bị nóng. Ê, ngon mình ơi, trời. Ngon. Ngon má ơi. Ngon. Ba trứng cốt luôn quý vị. Ngon lắm bạn. Mấy bạn ơi, ngon. Ba chiến cút luôn á. Có bột trong dẻo mấy bạn ơi. Ngon lắm. Mấy bạn biết sao thơm không? Nhờ có cái lá này, lá Việt Nam đó. Không phải lá chuối. Lá chuối nhà làm nha mấy bạn. Lá chuối nhà dốc luôn nha mấy bạn. Quay lá chuối lên hò. Mấy bạn, lá chuối này mấy bạn. Đúng không? Rồi sao cảm nhận? Dạ coi, ổng chơi ít nhân nữa kìa. Ôi giời ơi, nước mắm gì không? Nước ớt rồi á. Tương ớt là quá thức sắc luôn, tính ăn nước mắm rồi. Nước mắm quá thức sắc luôn cậu bạn. Vậy hả? Ngon không, bé có ăn không? Khán giả. Ngon mấy bạn, ngon lắm. Khán giả nó mềm mềm lắm cho bé. Nằm nào. Em miếng ớt đúng không? Không, mình ăn nước tương tương ớt là do thịt nè. Dặn cho mặn mặn. Đu bé ăn được kìa. Không, anh dàn chấm này vô này vừa luôn rồi đó. Ngon lắm, bé nói thường, bé nói số 1. Đây, nước. Nước cha mẹ. Cầm đang dắt nước dừa vô á. Dạ nghe gì chưa? Cay nước. Đó làm như mẹ anh ta vậy đó. Cầm dắt nước dừa vô vậy á. Em thấy nó chỉ vậy, ta làm vậy. Mấy bạn cay lắm. Cái nước là mình làm hầm thương á, mấy bạn cái nước rồi bỏ. Sợ béo quá. Ừ. Quá. Rồi. Rồi, 4 giờ rồi má. Đó, vậy. Bố mẹ bên đây ngoài cũng đang. Có đâu bánh giò. Bánh giò à. Rồi ai biết làm bánh giò nữa? Rồi, cái bánh đó nó còn thiếu anh em đếm vô cái bột nữa. Ai vậy? Có miếng thịt với tương ớt hả? Bé nóng. Vậy là ta làm ngon nó đĩ nó mới ăn chén cơm mà. Giờ ngon quá nè. Ai da, chắc để xuống trong nước tầm luôn quá mấy bạn ơi. Chiếc cốt này đem đi phá lấu quá nè, không phải ngon nữa. Chiếc cốt đem đi phá lấu. Đem đi phá lấu cái hương vị. Đem đi xoay vậy không? Mình ăn cái chiếc cốt nó không có lạc mà nó không thương. Ăn cái này không có cay. Ba mày đút kìa. Ơ mấy bạn ăn chấm không được. Còn cây ăn chấm thì có tuyệt. Ngon mấy bạn. Rồi, bye bye. Cái này nguội rồi.